Chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì những ngày cuối cùng của năm 2015 đã sắp qua đi. Thì năm 2016 cũng đã đến. Agnos Seca Media cũng đã tung ra những cái dòng sản phẩm mới giúp cho bạn có nhiều những cái sự lựa chọn hơn cho một cái chiếc đồ karaoke của cái dàn karaoke nhà bạn trong năm mới năm 2016. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành giới thiệu các bạn một cái chiếc đồ karaoke mới của Seca Media. Nó thuộc cái dòng đồ karaoke Agnos với cái mã sản phẩm là SK8810KTVW. Thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm mới nhất mà Seca Media đã tung ra thị trường trong tháng 1 năm 2016 dương lịch. Rồi, thì trước đây mình cũng đã giới thiệu đến các bạn một cái chiếc đồ karaoke của Seca Media cũng thuộc dòng Agnos, đó là cái chiếc đồ karaoke Agnos SK9018KTVW. Thì nhìn sơ về bên ngoài, thì cái thiết kế tổng thể thì cái chiếc đồ karaoke Agnos SK8810KTVW này nó có thiết kế hào hào với cái chiếc 9810KTVW, bao bọc bên ngoài bởi một cái lớp vỏ bằng kim loại, bằng nhôm rất là chắc chắn, được cách đều với mặt trước bởi một cái bản bằng nhôm dạng phay xước ở đây, nó rất là tinh tế. Mặt trước của nó thì chia ra làm những cái khu vực hết sức rõ ràng. Khu vực bên tay phải là nơi bố trí một cái cổng USB 2.0. Khu vực trung tâm là nơi bố trí một cái màn hình LED để hiển thị những cái thông số hoạt động của chiếc đồ karaoke, chẳng hạn như là mã số bài hát. Ở bên ngay bên dưới đó là một cái khay để có thể đọc đĩa. Thì đây là cái chiếc đồ karaoke còn hỗ trợ việc phát nhạc karaoke qua đĩa. Thì những cái đĩa MIDI do Seca Media nó sẽ được đi kèm khi bạn mua một cái chiếc đồ karaoke Agnos SK8810KTVW. Và đây là cái nút bấm để cái phần khai đĩa có thể trượt ra trượt vào. Ngay bên dưới là những cái phím điều khiển dạng vật lý giúp chúng ta có thể bấm được những cái mã số bài hát khi bỏ quên cái chiếc remote ở đâu đó. Và cuối cùng ở khu vực bên tay trái là nơi bố trí một cái logo của Agnos, mã số của dòng sản phẩm SK8810KTVW. Và cuối cùng đó là cái nút power để khởi động cho cái chiếc đồ karaoke Agnos SK8810KTVW nó được khởi động. Ở hai cạnh bên thì không có gì đặc biệt ngoại trừ những cái khe tản nhiệt để tạo sự thông thoáng cho những cái thành phần linh kiện bên trong, cũng như là hỗ trợ đắc lực cho cái quạt tản nhiệt, giúp cho cái chiếc đồ karaoke của chúng ta hoạt động được mát mẻ hơn trong quá trình sử dụng. Và ở mặt sau là nơi bố trí những cái cổng kết nối chính trên cái chiếc đồ karaoke Agnos SK8810KTVW. Thì mình sẽ đi từ bên phải qua, chúng ta có một cái dây nguồn dính liền với cái đầu karaoke, một cái anten để giúp cho cái chiếc đầu karaoke Agnos SK8810KTVW có thể phát ra được tín hiệu wifi hotspot và kết nối với những cái thiết bị ngoại vi khác như là tablet hay smartphone, giúp cho việc điều khiển bấm giọng bài được dễ dàng hơn khi sử dụng. Những cái cổng kết nối chẳng hạn như là optical, S-video, những cổng AV, và đặc biệt trên cái chiếc đầu karaoke SK8810KTVW này còn được trang bị thêm một cái công tắc để chuyển đổi giữa cái dữ liệu HDD cũng như là USB, bởi vì chúng ta không thể sử dụng hai cái nơi chứa dữ liệu cùng một lúc. Chẳng hạn như là khi chúng ta hát karaoke trên HDD thì chúng ta sẽ gạt cái cần này qua, và khi chúng ta hát karaoke từ dữ liệu USB gắn ngoài thì chúng ta sẽ gạt cái cần này qua USB. Đó rất là đơn giản. Và cuối cùng đó là nơi bố trí một cái khay để gắn ổ cứng gắn trong, đó là điểm khá là nổi bật, bởi vì trên chiếc đầu karaoke Agnos SK8810KTVW nó hỗ trợ cái ổ cứng gắn trong lên đến 2T, giúp cho việc hát karaoke trên những bài hát karaoke dạng MCB khá là thịnh hành hiện nay. Đó, thì cái ổ cứng này, cái khay ổ cứng này nó bắt ốc rất là chắc chắn, tạo cái điều kiện ổn định cho cái ổ cứng trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ gây rất là nhiều khó khăn, bởi vì chúng ta gỡ ra thì cũng rất là dùng sức và mất thời gian phải dùng tua vít vặn ra. Rồi, mặt trên của cái chiếc đầu karaoke nó SK8810KTVW cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ một cái điều kiện của Agnos ở đây tên rồi cái những cái quảng cáo sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây là dòng sản phẩm đầu karaoke có Quyền Linh, MC Quyền Linh làm đại diện hình ảnh cho sản phẩm, và mặt dưới là nơi bố trí những cái chân chống trượt cũng như là những cái khe tản nhiệt tiếp tục để tạo cái sự thông thoáng cho cái chiếc đầu karaoke của chúng ta trong quá trình hoạt động, cũng như là giúp cho cái chiếc đồ karaoke của chúng ta được vững chãi hơn trên những cái mặt phẳng trơn trượt. Thì nhìn chung đây là một trong những dòng sản phẩm đồ karaoke thuộc phân khúc tầm trung, khá là chất lượng, bởi vì nó hỗ trợ khả năng bấm và chọn bài qua tín hiệu wifi, và có thể kết nối cùng lúc đến 8 thiết bị smartphone hay tablet. Đây là cái chiếc đồ karaoke rất là thích hợp cho việc hát karaoke, giải trí trong gia đình, trong
những ngày Tết năm 2016, và còn rất nhiều những cái tính năng đặc biệt trên cái chiếc đầu karaoke Atos SK8810 KTVW này. Thì để biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ với Vida qua số hotline 0902 799 186, và có thể đến trực tiếp Vida ở hai địa chỉ, hay là 7 Tân Phước phường 6 quận 10 hoặc 105 Trần Quang Khải phường Tân Định quận 1 để được sờ tận tay và trải nghiệm tại chỗ, hoặc là có thể mang về nhà để trải nghiệm hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau. Chào các bạn.